Chào bạn, trong video này mình sẽ cùng bắt đầu giới thiệu bạn về một cái trường học mới, một trường học cực kỳ quan trọng với bất cứ người sử dụng Revit nào. Đó là cái trường học giới thiệu về cách thiết lập hiển thị cho view và cho các bản vẽ trong phần mềm Revit. Các bạn có thể thấy rằng ấy, việc có thể tạo ra được một bộ bản vẽ đúng và đẹp, nó liên quan đến rất nhiều cái việc đó là thiết lập hiển thị. Khi các bạn có những cái view tạo ra rồi thì thiết lập cái hiển thị cho từng view đấy, nó sẽ giúp các bạn diễn tả các nội dung khác nhau các view. Ví dụ các bạn, như mình nói là chúng ta sẽ hiển thị những cái view về mặt bằng, thiết kế nội thất, những cái view về thiết kế sàn hay những cái view mặt cắt, mặt đứng, đúng không ạ? Mỗi view nó sẽ có những cái hiển thị hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Và bản thân trong mỗi cái view nhỏ đấy, các bạn sẽ thấy có những cái thiết lập hiển thị cho từng đối tượng, như là tường thì hiển thị như thế nào, sàn hiển thị như thế nào, thang hiển thị như nào, loại nét gì, độ đậm nhạt ra sao, hay là những cái lưới cột nó hiển thị như thế nào. Và việc thiết lập các hiển thị đấy nó sẽ giúp các bạn tạo ra các nội dung bản vẽ chính xác, không rối, không rườm rà và đầy đủ thông tin, giúp người ta có thể hiểu được cái ý đồ thiết kế của bạn. Và nhìn một cái bản vẽ thiết lập hiển thị đẹp, nó sẽ thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của bạn trong việc thể hiện các bản vẽ kỹ thuật là như thế nào. Và hầu hết chúng ta, nhất là các bạn sử dụng Revit ở những giai đoạn đầu, thì việc thiết lập hiển thị này hầu hết các bạn không nắm rõ. Nó có rất nhiều kiến thức liên quan, và để có thể làm chủ được những cái thiết lập này cần một cái sự thời gian rất là dài. Và trong cái video chuỗi bài học này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái bước cần thiết để các bạn có thể tạo ra được những cái view hiển thị đấy, cũng như làm sao đưa các hiển thị đấy thành những tiêu chuẩn để làm việc một cách nhanh chóng, hiệu quả và có thể áp dụng cho nhiều dự án khác nhau. Được chưa? Đây là một trường học cực kỳ các bạn nha. Và trong trường học này chúng ta sẽ học những gì? Các bạn sẽ được học những nội dung như sau. Đó là các bạn sẽ được học về thiết lập cơ hiển thị cơ bản này, như là các thiết lập về tỷ lệ bản vẽ, mức độ chi tiết của bản vẽ, giới hạn của khung nhìn. Sau đấy thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái view template, tức là các thiết lập liên quan đến tiêu chuẩn hiển thị, làm sao để các bạn có thể thiết lập được các đối tượng hiển thị như thế nào một cách nhanh chóng, hiệu quả trong các view và áp dụng nó cho các view khác nhau cũng như là các dự án khác nhau. Sau đây thì các bạn cũng được học về thiết lập qua bộ công cụ Object Style, thiết lập với công cụ Override Graphics. Các bạn cũng sẽ được học về View Range, một trong những kiến thức rất là đặc biệt của Revit. Hay là các bạn học về tùy chỉnh Line Size, Line Weight và Line Pattern, tức là liên quan các độ đậm nhạt, màu sắc, hiển thị của cái nét vẽ trong các bản vẽ kỹ thuật là như thế nào. Đây là một cái trường học với rất nhiều các video, bởi vì nó rất là quan trọng với bất cứ ai. Nó không chỉ liên quan hiển thị bản vẽ trong việc bổ kỹ thuật, mà nó cũng sẽ giúp các bạn đó là tạo ra những cái trình bày dự án một cách đẹp mắt, phù hợp không chỉ là với triển khai bản vẽ mà còn có phù hợp với cả concept hay là các cái trình chiếu. Các bạn hãy hít một hơi thật sâu và hoàn toàn tập trung cho các video sau này các bạn nhé. Hãy thật sự tập trung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video trong trường học này.